Xin chào các bạn đã quay trở lại với hành trình sáng tạo của chúng tôi. Ngày hôm nay tôi mang đến cho mọi người một bức tranh làng quê Nam Bộ yên bình với những cánh đồng lúa bào lá bát ngát, lũy tre làng thân thương và ánh mặt trời vàng vọt nấp sau những dặng núi xa xa. Tôi dùng bút lông để viền nét cho bức tranh này và tô nó hoàn toàn bằng màu sáp, một loại màu mà các bạn có thể tìm thấy ở bất cứ cửa hàng nào. Một chi tiết không thể thiếu trong bức tranh này là những người nông dân Nam Bộ, giúp góp phần sinh động và thổi hồn vào tác phẩm của chúng ta. Nhắc đến người nông dân Nam Bộ xưa, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những bà con chân chất, thật thà với bộ bà ba và chiếc khăn rằn. Bộ trang phục ấy đã trở thành hình ảnh đóng đinh với nét đẹp duyên dáng, mộc mạc như chính con người nơi đây. Đồng bằng trù phú, với những dòng sông trở nặng phù sa đã bồi đắp cho miền Tây những thửa ruộng, mảnh vườn tươi tốt, nuôi sống bao thế hệ, thiên nhiên ưu đãi, những cư dân quanh năm chân lấm tay bùn, do đó trang phục của họ cũng mang đậm dấu ấn của nếp sống lao động và chiếc áo bà ba cùng chiếc khăn rằn từng một thời là trang phục phổ biến của người dân nơi đây. Có nhiều giả thuyết về sự ra đời và sự xuất hiện của áo bà ba ở miền Tây Nam Bộ. Có người cho rằng chiếc áo bà ba xuất hiện vào khoảng đầu thế kỷ 19, được cách tân từ áo của người dân đảo Penang Malaysia cho phù hợp với vóc dáng, nếp sinh hoạt của người Việt lúc bấy giờ. Nói về sự ra đời của bộ quần áo này, soạn giả, nhà nghiên cứu văn hóa Nhâm Hùng chia sẻ, cái áo bà ba của Nam Bộ phát triển qua nhiều thời kỳ. Đầu tiên, trong công cuộc khẩn hoang thì những lớp người khẩn hoang kế thừa văn hóa trang phục của miền ngoài cho nên người ta mặc áo dài, quần cũng dài. Dần dần, văn hóa bản địa được mở ra để sao mà phù hợp trang phục, phù hợp với thời tiết, điều kiện lao động. Nhắc đến người nông dân thì không thể không nhắc đến hình ảnh con trâu cái cày. Trong 12 con giáp, trâu là con vật gần gũi nhất với người nông dân, trở thành một biểu tượng của nền văn minh nông nghiệp lúa nước. Trâu đã đi vào đời sống của người nông dân Việt Nam một cách tự nhiên, đa dạng và phong phú. Nó không chỉ hiện hữu trong đời sống thường nhật mà còn đi vào đời sống tâm linh, đi vào lời ăn tiếng nói của nhân dân ta. Con trâu được ví là đầu cơ nghiệp, có thể nói rằng con trâu đã cùng người nông dân đi suốt chiều dài lịch sử mấy nghìn năm và đã trở thành một hình ảnh gắn bó thân thuộc với làng mạc, ruộng đồng và cuộc đời một nắng hai sương của người nông dân. Hình ảnh đàn trâu thành thơi gặm cỏ trên cánh đồng mùa gặt, tiếng sáo diều sáu vút tầng không, hòa trong tiếng cười hồn nhiên của lũ trẻ. Con trâu gắn bó với nông thôn, đất nước ta đến vậy, nên đã sớm đi vào văn học nghệ thuật và trở thành một trong những hình tượng loài vật thể hiện sâu sắc tính tâm linh, tình cảm của người dân Việt Nam. Con trâu mang một nét văn hóa đồng quê bình dị, hòa trong thôn xóm mộc mạc. Con trâu vốn gắn liền với tuổi thơ của trẻ em nông thôn qua hình ảnh những chú bé mục đồng, chăn trâu rất gần gũi, vui đùa với trâu, tắm trâu, cưỡi trên lưng trâu, thả diều, bên lũy tre đầu làng, bên những vựa lúa chín vàng, những trẻ em chăn trâu còn gọi với cái tên trìu mến là trẻ trâu. Về những làng quê, đi trên những triền đê thơm mùi lúa chín, trong lòng lại nao nức niềm vui khi nhìn thấy hình ảnh các chú bé ngất ngưỡng trên lưng trâu vừa đi vừa hát, thổi sao, thả diều. Con trâu là người bạn thân thiết, luôn gần gũi với tâm tư, tình cảm và đời sống vật chất với người nông dân Việt Nam, là con vật tốt bụng, cần cù lao động. Từ ngàn xưa đến nay hình ảnh con trâu đi trước, cái cày theo sau vô cùng quen thuộc và thân thương cả trong tâm trí lẫn trong máu thịt của mọi người. Bởi vậy, hình ảnh con trâu trong tục ngữ, ca dao, thơ ca đã mãi mãi đọng lại trong lòng người. Nhất là trong sinh hoạt nông nghiệp thì trâu càng tỏ rõ vai trò là bạn thân thiết của con người. Ca dao có những câu, trâu ơi, ta bỏ trâu này, trâu ra ngoài ruộng, trâu cày với ta, cấy cày vốn nghiệp nông ra, ta đây trâu đấy ai mà quản công, bao giờ cây lúa còn bông, thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn. Ai bảo chăn trâu là khổ, đến không, chăn trâu sướng lắm chứ, đầu đội nón mê như lọng tre, tay cầm cành tre như roi ngựa, ngất ngều ngồi trên bình trâu, tai nghe chìm hót trong vòng cây, mắt trông bướm lượn trên đám cỏ, trong khoảng trời xanh, lá biếc, tôi với con trâu thảnh thơi vui thú, tưởng không có gì sung sướng cho bằng. Nông dân ta thường quan niệm rằng con trâu là đầu cơ nghiệp, là tài sản, là tình yêu, sự nghiệp và sự sống của mọi nhà ở nông thôn gắn liền với sự sinh sôi của loài trâu. Đến chuyện lớn, như là lấy vợ, nào xem tướng, so đôi tuổi, mũi manh, nào xem tông kén giống, lại phải có cỗ bàn, sầu tết, trâu nộp làng, trầu co, gạo rượu, muôn khó nghìn khăn, đó là những việc khó, như cái khó lớn hơn, đó là làm sao được con trâu, nên mới có câu, tậu trâu, lấy vợ làm nhà, cả ba việc ấy thật là khó tay. Ba việc khó ấy thì tậu được con trâu là khó nhất cho nên mới xếp nó đầu. Hình ảnh con trâu tô điểm thêm và làm cho cuộc sống của người nông dân thêm thi vị. Tình cảm chồng vợ hạnh phúc chung sức vượt qua khó khăn làm ăn thật đơn sơ mà mộc mạc, lòng luôn hướng đến tương lai tươi sáng. Dù nhau đi cấy đi cày, bây giờ khó nhọc, có ngày phong lưu, trên đồng cạn, dưới đồng sâu,
trồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa. Làm ruộng phải có trâu cũng như làm giàu phải có vợ. Sinh hoạt của người nông dân trong hoạt động nông nghiệp luôn gắn liền với con trâu từ sáng sớm đến tối mịt. Lao sao gà gáy dạng này, vai vác cái cày, tay dắt con trâu. Hay, ruộng đầm nước cả bùn sâu, suốt ngày cùng với con trâu cày bừa. Người nông dân rất mừng vui và an lòng khi được con trâu mạnh, trâu hay. Trâu hay không ngại cày bừa, mạ già, ruộng ngấu không thua bạn điền. Con trâu cũng là hình ảnh được mượn dùng trong cuộc sống lứa đôi trai gái. Đôi ta cùng bạn chăn trâu, cùng mặc áo vá nhuộm nâu một hàng, bao giờ cho gạo bén sàng, cho trăng bén gió, cho nàng bén anh, có khi chàng tán nàng, hời cô cắt cỏ đồng màu, chăn trâu cho béo làm giàu cho cha. Có khi phê phán chàng ưa kén trọn, trâu kia kén cỏ bờ ào, anh kia không vợ đời nào có con. Còn chị em phụ nữ ước mong cho người chồng làm việc có sức khỏe nên đã chuyển nhau kinh nghiệm, thương chồng, nấu cháo chim câu, chồng ăn, chồng quậy như trâu phá chuồng. Hình ảnh con trâu cũng được con người đưa ra thành những bài học đạo lý, cho việc xử thế, quan hệ tốt hơn, mất trâu thì lại tậu trâu. Những quân cướp vợ có giàu hơn ai, mua trâu lựa nái, cưới gái lựa dòng, lộn con toán, bán con trâu, trâu chết để ra, người chết để tiếng, ăn thuốc bán trâu, ăn trầu bán ruộng, trâu chậm uống nước đục, trâu ngơ ăn cỏ héo, mất trâu béo kéo trâu gầy. Bên cạnh con trâu thì bóng dáng Mỹ tre làng vẫn mãi luôn là một hình ảnh in đậm trong tâm trí những ai đã từng lớn lên với thôn quê mộc mạc. Tre là bạn với người dân quê, những trưa hè nắng chói chang, dân làng mắc võng dưới rặng tre hoặc đem ghế ra ngồi dưới gốc tre tránh nắng. Gió đồng từ xa thổi về mát rượi mang theo hương lúa thơm nồng, bóng tre làm dịu bớt nắng hè oi bức, đem lại không khí mát lành, tiếng gió xào xạc trên lũy tre êm đềm như lời ru của bà, của mẹ. Bao nhiêu chuyện làng, chuyện xóm, chuyện đồng áng, cày bừa, cấy hái dâm gian như không có hồi kết thúc. Bên lũy tre xanh, tình làng, nghĩa xóm càng thêm bền chặt. Những hôm mưa bão, dông gió, tre lại oản thân chắn gió bão cho những ngôi nhà. Dưới bóng tre làng là con đường đất mịn quanh co, đàn bò lặng lẽ nằm nhai cỏ sau một buổi vất vả cày đồng. Thu sang, gió heo may man mác, lá tre khô nhẹ rơi lên ngõ vắng vương vẫn hình bóng mẹ già ngóng trông đứa con xa. Bóng tre làng gần gũi, thân thiết với tuổi thơ, có lẽ đứa trẻ nào sinh ra ở làng quê cũng đều gắn bó với lũy tre xanh và đều dành cho cây tre những tình cảm tha thiết nhất với muôn vàn kỷ niệm ngọt ngào. Hồi còn bé, chúng tôi chặt những cành tre dài, thẳng, chỉ nhỏ bằng ngón tay, đem vót nhẵn để làm cần câu. Chúng tôi còn chặt những cành hóp chế thành những khẩu súng phóc, lấy cổ xoan, cổ bưởi non làm đạn để chơi đánh trận giả. Tụi con gái làm những bộ que tre cùng cổ bưởi non dụng để chơi đánh chát, đánh chuyền. Buổi trưa, bên lũy tre xanh, chúng tôi chơi ông ăn quan, chơi khăng, chơi bi. Có hôm rủ nhau ra bờ tre bắt chuồn chuồn, bắt ve sầu. Tối tối, mấy đứa bạo gan chui trong bụi tre tìm bắt đom đóm, dọa ma bọn con gái nhút nhát. Mỗi khi nhà có đám dỗ, chị em chúng tôi được mẹ sai đi hái lá tre ủ lẫn với đỗ xanh ngâm để làm giá đỗ. Chiều chiều, chúng tôi ngồi xem ông nội lặng lẽ ngồi vót tre đan rổ, xào, nơm và những vật dụng trong gia đình. Mùi thơm của nan tre như kết động hồn quê thân thuộc. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bức tranh mà có lẽ tôi sẽ gọi nó là hồn quê. Nếu bạn thích video này đừng quên tương tác với chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại mọi người.